Xin chào các bạn. Đây là mẫu sản phẩm mới của cửa hàng Guitar Soa Mai. Mình xin được phép quay clip để các bạn có thể nhìn chi tiết về sản phẩm mới này của shop mình. Về cái mẫu đàn này thì có giá là 3 triệu và được làm từ gỗ tự nhiên, gỗ thịt ạ. Đằng sau và đằng trước thì mặt gỗ cũng như là lưng hông thì đều màu sáng. Mình Rio anh ấy đang cầm cái đàn thì rất là đẹp đúng không ạ? Lưng ngựa thì được làm bằng xương, để xương. Góc cạnh của cái đàn này nhìn rất là đẹp và cái vân gỗ nhìn rất là đều. Đặc điểm thì là sơn bóng. Cần đàn rất là vừa bạn, các phím bấm cũng như là action thì rất là vừa tay. Sau đây thì mời các bạn xem một clip test đàn.